Sau khi gây tranh cãi vì đổi ngày Baby Monster debut trên trang chủ, YG tiếp tục gây chú ý khi tung teaser giới thiệu MV chủ đề của nhóm. Cư dân mạng sau khi xem cứ ngỡ Lisa đang solo. 0 giờ ngày 28 tháng 3, theo giờ Hàn Quốc, YG đã tung teaser nhá hàng MV chủ đề sắp tới của Baby Monster. Nhóm sẽ chính thức comeback với đội hình 7 thành viên cùng mini album đầu tay Baby Monster và MV Shirts. Teaser kéo dài 20 giây hé lộ hình ảnh bí ẩn cực chất chơi cùng giai điệu mạnh mẽ bùng nổ, nhanh chóng mang về hơn 1,2 triệu lượt xem sau gần nửa ngày phát hành. Theo hình ảnh được tung ra, concept lần này của Baby Monster được xây dựng hơi hướng fancy, sang chảnh và cool ngầu. Tuy nhiên, nếu là fan Blackpink thì đoạn teaser sẽ mang đến cảm giác déjà vu vì trông cực kỳ quen thuộc. 20 giây chỉ quay bước chân đằng sau đầy bí hiểm của một thành viên. Đáng nói hơn, teaser MV Share lại gặp phải cả góc quay MV solo La Lisa từng phá đảo năm 2021 của Lisa. Việc mượn hình ảnh đã quá viral của Blackpink ứng dụng cho Baby Monster làm fan của cả hai nhóm nhạc tranh cãi. Dân tình ngay lập tức đặt câu hỏi, YG một lần nữa bê nguyên si concept biểu tượng của nhóm nữ toàn cầu cho tân binh, phải chăng vì tham vọng tạo ra Blackpink thứ hai? Mặt khác, YG cũng ưu ái rõ bản sao Jennie trong lần trở lại này không chỉ giới thiệu Aeon như vedette của đợt quảng bá, đổi ngày giờ Baby Monster debut mà công ty còn để nữ idol thể hiện câu hát duy nhất được hé lộ qua teaser. Được đánh giá là át chủ bài, Aeon từng khiến cổ phiếu YG tụt dốc khi không tham gia debut với Butter Up. Do đó, cô nàng được boost tận trời khi thông báo trở lại đội hình vào ngày 1 tháng 4 tới. Giọng gằn nội lực của bản sao Jennie được nhận xét có màu sắc YG, nhưng liệu cô nàng có khả năng gánh team hay không phải đợi đến cuối cùng mới thấu. Tuy nhiên, Search vừa phát hành đã có vài dự đoán cho rằng đây là ca khúc khó ngấm, có nguy cơ cản bước Baby Monster trên các bảng xếp hạng nhạc số. Đặc trưng của YG là mạnh mẽ, hip-hop, nhưng sau khi không có sự đóng góp từ Teddy, âm nhạc lại là lỗ hổng của nhóm nhạc tân binh. Trái lại, intro của mini-album lần này lại khá được kỳ vọng, sớm viral chỉ qua highlight Manly. Trong đại chiến tân binh năm nay, nhóm nữ mới của YB là Elite đang tạm dẫn trước với màn debut đã tay, mãn nhãn. Có thể nói YB cực mát tay với các nhóm nữ đang thành công trong việc tạo âm nhạc xu hướng. Ngày 25 tháng 3, Elite, gái út của YB, chính thức debut với EP Super Yumi và MV Magnetic bước ra từ sâu sống còn IU Next. Elite chốt đội hình gồm 5 thành viên gồm Wonhee, Minju, Yuna, Iroha và Mocha. Tập hợp 5 cô gái thanh xuân theo đuổi concept trẻ trung, hơi hướng phép thuật như làn gió mới của K-pop. Nhờ bệ phóng vững chắc từ YB, âm nhạc và hình ảnh của Elite được đầu tư chỉn chu đến từng chân tơ kẽ tóc. Sản phẩm debut của nhóm nhạc tân binh đang được đà tăng trưởng tích cực chỉ sau 3 ngày chính thức ra mắt. Theo cập nhật mới nhất, em gái New Jeans tẩu tán được 200.000 bản album trên Hantel. Chưa hết, Elite còn lập kỷ lục là nhóm nữ K-pop duy nhất lọt Spotify Global trong ngày đầu tiên phát hành sản phẩm debut. Với 2,1 triệu lượt nghe, nhóm hiện tại đang ở vị trí 50 bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify, tăng trưởng 110 bậc. Đây là thành tích đáng gờm của một tân binh nữ ra mắt chưa đến một tuần. Bên cạnh đó, MV Magnetic cũng đã cán mốc 14 triệu view chỉ sau 2 ngày. Trong bối cảnh streaming lên ngôi, lượt xem YouTube của các nhóm nhạc K-pop có sự sụt giảm. Nhưng MV đầu tay của gái út YB hiện đang xếp thứ 2 trending YouTube Hàn Quốc mảng âm nhạc, cho thấy công chúng khá đón nhận sản phẩm này. Về mặt thành tích, Elite có xuất phát điểm thuận lợi cho sản phẩm đầu tay so với tân binh nữ của YB, em gái Blackpink debut có phần hụt hơi hơn. Butter Up được đầu tư quảng bá, màu sắc hip hop bị đánh giá cũ kỹ, gần như tàng hình trên bảng xếp hạng nội địa. Baby Monster dù thắng thế trên mặt trận YouTube với hơn 22,5 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu, lập kỷ lục nhóm nữ thế hệ mới, nhưng xét tổng thể, Butter Up vẫn là một sản phẩm mờ nhạt, Elite đang dẫn trước khi nói về hiệu ứng ra mắt.